nói về lòng biết ơn, nói về sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn, nói rằng biết ơn chính là phép màu vô giá giúp ta đạt được những điều mình muốn. Vậy trong Kinh Nikaya, Đức Phật có nói gì về đức hạnh của lòng biết ơn không? Và lòng biết ơn so với lòng từ bi hỷ xả thì thế nào? Cái nào có sức mạnh lớn hơn và tại sao? Sư không biết là cái phong trào nói về lòng biết ơn này nó ở đâu, tại vì sư không biết về cái phong trào này. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có biết gì về cái phong trào này không, chia sẻ để có thêm thông tin. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì nào thú thật thì thật lòng cũng nói, chứ không phải là Đại Đức Hạnh Tuệ nói. Đại Đức Hạnh Tuệ nói cái điều này sư gọi là sư hùa theo, sư a dua theo đâu. Thực sự sư cũng tính nghe là sư cũng định là để Đức Hạnh Tuệ trả lời xong câu hỏi này nè, rồi sư cũng hỏi cái vấn đề là gọi là phong trào chào nó gần, mà sư cũng chưa, bản thân sư thì cũng chưa có nghe nói là cái phong trào này rộ lên như thế này nào chứ, còn biết rồi còn về lòng biết ơn. Còn đây nó hỏi là, nếu mà nó hỏi quý vị hỏi là về lòng biết ơn, nói về sức mạnh của lòng biết ơn á, và nói là biết ơn chính phép màu, thì nói chung là cụ thể nói về sự biết ơn thì trong Tăng Chi Đức Phật ngài có nói rõ như vậy. Tăng Chi Phật nói là này chư tỳ khưu, có hai hạng người khó có trong đời này, hai người ấy là ai? Là hạng người ban ơn trước, hạng người biết ơn và biết đền ơn người đã ban ơn trước cho mình. Này chư tỳ khưu, đó là hai hạng người khó có trong đời này, Tăng Chi có nói. Còn nói về cái phong trào thì bản thân sư cũng nghe. Còn ở đây lại nói là phép màu vô giá giúp chúng ta đạt được mình điều mình muốn, thì đã gọi là phong trào thì sư cũng không biết là ai là chủ xướng cái này, cho nên là rồi nó rồi lại chủ trương nói là vô giá thì ở đây nói cái từ nghĩa trừu tượng mà nó mông lung quá, sư cũng không có hiểu rõ được. Rồi cái câu hỏi là lòng biết ơn so với lòng từ bi hỷ xả, cái nào sức mạnh lớn hơn? Thì cái câu đầu á là phải trong kinh Nikaya thì có nói sức mạnh không, thì sư cũng đã nói quý vị đó. Còn câu thứ hai chắc mà để Đức Hạnh Tuệ trả lời tiếp nói trả lời những cái câu thứ hai đây ha. Lòng biết ơn với lòng từ bi hỷ xả như thế nào, và có cái nào sức mạnh lớn hơn? Thì thưa chú quý vị đó, cái lòng tri ơn và đền ơn thì Pali là cái tanh nhu, cái tá quê đi. Nếu mà so về cái độ hiếm so về độ hiếm thì cái lòng mà cái người mà tri ơn và biết ơn hiếm hơn là so với cái người mà có lòng từ bi hỷ xả. Nghe thì nó có vẻ là nó ngộ, nhưng mà bởi vì sư căn cứ và ở trong Tăng Chi thì Đại Đức Tuệ Tường vừa mới nói Tăng Chi chương 3 pháp, chương 2 pháp, thì ở đây sư nói, sư mở rộng ra thì qua cái phẩm Tăng Chi chương 3 pháp thì Đức Thế Tôn cũng có nói là sự xuất hiện của ba hạng người này, này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là ba? Này các tỳ kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Rồi người có thể thuyết pháp do thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết khó tìm được ở đời. Người tri ơn, người biết ơn khó tìm được ở đời. Tức là Đức Thế Tôn kể là có ba hạng người khó tìm được ở đời. Thì cái hạng thứ ba là cái người biết tri ơn. Đó khó tìm được ở đời. Trong khi đó các cái cõi mà Phạm Thiên thì có đôi khi vẫn đông đảo. Mà để lên cõi Phạm Thiên thì đương nhiên thực hành các cái tầng thiền. Tuy nhiên một cái sự rất là phổ biến, đó là các cái vị Phạm Thiên thì lúc nào cũng có cái lòng từ. Bởi vì chúng ta thực hành tâm từ thì chúng ta có thể lên cõi Phạm Thiên. Và quý vị thấy là cái cõi Phạm Thiên thì rất là đông. Nhưng mà cho nên là cái này là ý kiến cá nhân của sư ha? Ý kiến cá nhân của sư chứ không phải là ở trong kinh tạng có nói. Mà ý kiến cá nhân của sư là dựa trên cái sự kiện là các cái vị Phạm Thiên thì khá là đông. Trong khi đó ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Thế Tôn nói là ba hạng người khó tìm được ở đời
Cho nên là sư thấy là cái người mà biết tri ơn và đền ơn ấy, nó hiếm hơn. Tuy nhiên cái này nó chưa hẳn là đã chính xác, bởi vì nói gì thì nói, nó lại có một cái luồng ý kiến thứ hai nè, là cái việc mà tri ơn và đền ơn ấy, kiểu gì thì nó cũng thuộc về thiện dục giới, còn từ bi hỷ xả nó thuộc về thiện sắc giới. Thì so với cái thiện sắc giới mà so với cái thiện dục giới ấy, thì thiện sắc giới nó lại hơn thiện dục giới. Nhưng mà nó lại thêm một cái vấn đề nữa như thế này, là cái người mà có lòng tri ơn và đền ơn ấy, thì họ lại có cái sự mà tri ơn và đền ơn đó, nó lại là động lực để người ta tu tiến, đặc biệt là tu tiến đi đến sự chứng đắc đạo và quả. Thì cũng có. Tuy nhiên thì cái lòng gọi là từ từ vô lượng, bi vô lượng, nhờ Đức Thế Tôn có lòng từ vô lượng và bi vô lượng đối với chúng sanh, ngài mới hành đạo để đi đến quả vị chánh đẳng giác. Chính bởi vì như vậy đó, gọi là mình cứ coi như 50-50 đi. Tại vì mỗi một cái thì đều có cái ưu riêng của nó hết. Cho nên mình rất là khó để mà mình nói là cái biết ơn và cái từ bi hỷ xả thì cái nào mạnh hơn. Rất là khó. Còn cái chuyện mà nói về sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn và nói là biết ơn là phép màu vô giá giúp ta đạt được những điều mình muốn, thì chúng ta lại hiểu nhầm. Đó là cái lòng tri ơn và báo ơn vốn dĩ nó không phải dùng để đạt được những điều mình muốn, bản chất nó không phải như vậy. Mà nếu như mình nói mình dùng cái lòng tri ơn và báo ơn mà để đạt được những điều mình muốn thì nó giống như mình lợi dụng. Thì mình mang cái mục đích đó để mà mình thực hành thì sư e là nó không có trong sạch. Giống như sư nói ví dụ như vậy đi, sư rất là biết ơn khi mà quý vị có sự hộ độ các sư trong cái việc tu tập, trong việc sinh hoạt cá nhân và trong việc hoằng pháp. Thì nếu như cái sự tri ơn đó nó xuất phát từ cái tấm lòng, và từ đó đó sư thuyết pháp để sư hướng dẫn quý vị cùng nhau đi lên, rồi sư tổ chức khóa thiền để hướng dẫn quý vị giải quyết các cái vấn đề trong nội tâm của mình. Đó là cách để mà một vị sư có thể tri ơn và đền ơn. Rồi trong khi sư đi khất thực thì sư vẫn luôn rải tâm từ, an trú trong cái lòng từ để cái người thí chủ cúng dường cho mình họ được cái quả báo lớn nhất. Rồi khi mà người ta đảnh lễ thì sư cũng an trú trong cái tâm từ để cái người đó họ có được cái quả báo lớn lao. Nhưng mà đó xuất phát thuần túy từ lòng tri ân, chứ không phải là mình mở miệng ra tôi rất là sư rất là biết ơn quý vị ha, và mình vì cái sự biết ơn đó đó mình tri ân người ta để mình được cái này mình được cái kia đó, cái đó là tà mạng nha. Cho nên cái chuyện là nói là đây là cái phép màu vô giá giúp ta đạt được những điều mình muốn thì sư e là cái này nó đi ngược với chánh pháp, và nó vốn dĩ không phải là bản chất của lòng tri ân, và vốn dĩ nó không nên có ở lòng tri ân. Mình tri ơn và báo ơn người ta không phải để mình được cái gì, nhớ dùm cái chuyện đó. Và suy nghĩ là khi mà nói như vậy thì để Đức Tề Tường cũng sẽ có thêm một vài cái ý kiến thú vị để chia sẻ với quý vị. Kính thưa quý vị, tại vì ở đây câu hỏi của cái vị này nói là cái lòng biết ơn hay lòng tri ân á, cái vị này là hỏi là trong kinh Nikaya, Tam Tạng kinh điển, thì bản thân sư và Đức Hạnh Tuệ cũng có trích dẫn cái vị đó, có nghĩa là ở đây câu hỏi này, câu hỏi về lòng biết ơn lòng tri ân này nè sẽ trả lời trong phạm vi theo lời Phật dạy, mà theo lời Phật dạy á
Thì ở đây chỉ nói về khía cạnh mà lòng biết ơn, lòng tri ân đối với người, đối với cái đối tượng đó, cái đối tượng mà biết ơn á, biết ơn đến đối tượng á, đó là cái đối, đó là đối tượng mà người thực hành giới định tuệ, thực hành bát chánh đạo, cái người sống thân và tâm, do nghe dành thân và tâm này, phải không? Sống trong giáo pháp Đức Phật và sống trong lời Phật dạy, thì đó là mình, cái người đó, cái đối tượng đó là mình đã biết biết ơn. Tại vì nếu mà ở đây chúng ta không xác định cái phạm vi á, mà để trả lời câu hỏi này á, giống như Đức Thành Tuệ có nói á, sư rất là đồng ý quan điểm. Tại vì không, chúng ta không có phân khoanh vùng, chúng ta không có phạm vi á, thì đôi khi nói biết ơn một cách chung 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 như đó, thì đôi khi quý vị dễ hiểu lầm. Tại vì đôi khi quý vị nghĩ là ở trong đời mình ai làm cho mình một cái, giúp mình cho một cái điều gì đó, đôi khi mình khổ tận cam lai, mình bị những cái bất hạnh trong đời sống, không, mà cái người đó đưa tay ra cứu vớt mình, cứu vớt đời mình, không, trải qua cơn bi cực, không, cho đời sống tinh thần, đời sống vật chất của mình nó tăng thịnh lên, rồi mình nói là phải biết ơn người đó, không. Nhưng mà rồi biết ơn á, biết ơn để rồi cái người đó, cái người mà giúp mình đó, họ làm những cái điều bất thiện không à, thì mình nói là mình đó này, biết Đức Phật dạy, Đức Phật dạy phải biết ơn này, cho nên phải theo, phải phải biết ơn người này, cho nên là phải đôi bồi đáp với người này đó. Ví dụ người đó giờ bán ma, người đó nên bán ma túy hay làm những cái nghề mà trái đạo đi, thì mình cũng làm vậy, mình nói là biết ơn, nhưng mà mình đang hiểu sai lời Phật dạy thôi quý vị. Đó. Cho nên trước khi kết thúc câu hỏi này thì một lần nữa xin xin nhấn mạnh là quan trọng đó là ở đây quý sư đang trả lời trong khía cạnh là trong kinh Nikaya, trong Tam Tạng, trong lời Phật dạy, thì cái đối tượng quý vị á, đối tượng mà Đức Thế Tôn ngài dạy á, là lòng biết ơn á, mình hướng đến á, là phải là đứng theo đúng lời Phật dạy, là những cái người mà phải, những người mà sống trong giới, có tinh thần mà sống trong giáo pháp Đức Phật, có giới, có định, có tuệ, thực hành theo lời Phật dạy. Và bản thân mình cũng vậy, mình phải biết đền ơn những cái người đó. Tại vì sao? Tại vì cái sự tri ân đó đó là mình á, bản thân mình á, có thể giúp người đó trên con đường sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi, và bản thân mình cũng là người sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái điều đó rất là quan trọng. Đó là cái câu trả lời mà cái sức mạnh của lòng biết ơn á, cái biết ơn, biết ơn á, như thế nào. Còn ở đây á, là câu hỏi thứ hai á, là quý vị này hỏi là cái nào mà, có nghĩa là cái sức mạnh nào lớn hơn cái nào, thì thưa quý vị không thể nào mà nói sức mạnh nào lớn hơn cái nào, tùy theo cái trình độ hiểu biết, tùy theo cái năng lực quý vị, tùy theo cái sở nguyện quý vị. Giống như quý vị đi học, quý vị đi học đi, thì quý vị đâu có thể nói là môn toán là hay hơn môn hóa, môn hóa nó có áp dụng đời sống nhiều hơn môn vật lý, không, và vật lý lại là môn thiết thực nhất ở trong đời sống có thể áp dụng, mà may này giúp quý vị làm giàu, không, cứ tương tự như vậy. Có nghĩa là chúng ta không thể nào so sánh được. Tại vì khi mà nó ở đây nó lòng biết ơn á, lòng biết ơn là giống, nếu mà nói lòng biết ơn á, thì chúng ta phải hiểu á, lòng biết ơn, xin muốn nhấn mạnh một lần nữa nha, lòng biết ơn trong tinh thần Phật dạy á, mình phải hiểu ở đây á, nó giống như là ở trong diệu pháp nói á, nó chính là tâm đại thiện gì đó, tâm đại thiện đó. Thì quý vị biết á, là một tâm đại thiện á, thì có nhiều tâm sở tịnh hảo đi cùng, nó có nhiều yếu tố, không. Còn quý vị á, phát triển cái tâm đại thiện đó đó theo hướng mà hợp trí tuệ, hợp với trí tuệ theo từng mức độ quý vị tu tập à, để quý vị đạt á, đến những cái có nghĩa quý vị đã đi tu tập á, trên nền tảng á, quý vị đạt giới định tuệ và tuần tự các tầng thánh, không, hay là các tầng tuệ, hay là các tầng thiền, không, đó thì tùy theo năng lực quý vị. Cho nên là ở đây không thể nào nói là sức mạnh cái nào hơn, nó hơn cái nào, và nói không thể nào mà nói mông lung một cách mông lung, là nói là tâm đại tâm cái lòng biết ơn là nó cái giống như là nó được tất cả, không, cái này thì nó cũng giống như là nó quá là nó mang cái tính hình thức mà nó, để xin nói sao ta, cũng như là nó mang hình tướng mà nó cầu sinh, kiểu nó cầu sinh này nọ, nó cái làm quá vấn đề lên, mà thực chất nó không phải như vậy. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. À,
Sư thì sư có cái lời khuyên cho cái người đặt câu hỏi mà. Mình nên tập là mình đặt một cái câu hỏi hay, mà một câu hỏi hay á thì câu hỏi nó phải rõ ràng, chứ mình đừng có đặt câu hỏi mà nó có quá nhiều cái vấn đề, tại vì khi mà mình đưa ra đó nó quá rộng đi, mà mình hiểu nó đủ hướng hết trơn thì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện là bản thân mình á, mình chưa hiểu rõ cái câu hỏi của mình, và mình cũng không chắc là mình cũng không biết cái cách để cho cái người trả lời á, họ trả lời đúng cái vấn đề mình thắc mắc. Bởi vì bản thân cái lòng biết ơn nó rất là rộng, nó rất là rộng. Biết ơn mà đúng pháp cũng có, mà biết ơn phi pháp cũng có, mà bản thân nó là đã đủ cho một cái đề tài thuyết pháp 2 tiếng đồng hồ. Chính bởi vì như vậy đó, mình hỏi một cái nó quá chung nha, quá chung chung thì nó rất là làm khó cho cái người trả lời. Cho nên là trong cái phạm vi vấn đáp ngắn thì sư chỉ có thể trả lời như vậy, và sư có lời khuyên như thế thôi. Bởi vì sư thấy cái bạn này là bạn đặt câu hỏi hơi nhiều á, rất là nhiều trong các cái mục vấn đáp, mà sư cũng không nhớ là bạn này đã hỏi những câu là có chất lượng hay không có chất lượng. Nhưng mà chúng ta khi hỏi nhiều như vậy đó thì chúng ta nên có được cái bài học cho chính mình.